trà sữa không, trà sữa không. Nếu như các bạn thích cái hương vị của trà sữa thì đây chắc chắn là mùi hương mà các bạn cần phải thử ngay trong mùa đông năm nay. Và mùi hương này thì sau khi mình thử phát đầu tiên, mình đã phải nói với thằng cu em chủ sở hữu của chai nước hoa này, anh cần phải cho nó lên ngay trên kênh của anh để giới thiệu với mọi người, đặc biệt là với mùa đông này và với cái trend mà cái ở thị trường đang có một loại trà sữa nấu bằng những cái đất nung ấy, sau đó cho một tí sữa trà rồi cho những cái loại gia vị vào để có thể uống vào mùa đông, đang rất hot ở trên thị trường. Thì đây là một cái mùi hương rất giống đến như vậy và mình cần phải giới thiệu nó ngay. Thì đó chính là Oriental Elixir của Tada Perfume. Và ngày hôm nay thì hãy cùng xem tại sao mình lại phấn khích với em nó đến như vậy. Nói về thương hiệu Tada thì các bạn cũng thấy quen, tại vì cách đây khoảng một thời gian đâu đó tầm 1 đến 2 tháng thì mình đã có một cái khách mời, đó là bạn Trung, từng là một người chơi trong cộng đồng nước hoa rất lâu năm, lâu hơn cả tôi, và cũng là một người chủ của một cửa hàng nước hoa nho nhỏ nhưng mà nhập toàn những thương hiệu lạ. Và Tada thì mình cũng đã với Trung cùng nhau nói về thương hiệu này, cảm hứng viết các thứ bla 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 các kiểu. Và các bạn có thể tìm lại xem nếu như các bạn muốn quan tâm hơn về cái cảm hứng, về cái tên gọi cũng như là người đứng sau những sáng tạo của nhà Tada này, thì mình sẽ dẫn đường link đâu đó ở trên này để các bạn có thể tiện xem. Và trên tay mình đây đang là Oriental Elixir của Tada. Chai nước hoa này thì phải công bố luôn, đó là nằm trong bộ Limited và nó được ra mắt vào năm 2023. Nhưng các bạn yên tâm, đó là vào đầu năm 2024, từ ngày 1 tháng 1 thì phải, thì chai nước hoa này sẽ được bán một cách rộng rãi và không còn nằm trong bộ Limited nữa. Và các bạn cũng có thể mua được, nhưng tới thời điểm hiện tại khi mà mình quay video này vào giữa tháng 12 thì chai nước hoa này các bạn vẫn chưa thể nào mua được. Và mùi hương này thì là mùi hương theo như ông Tada chia sẻ, đó là ông ấy lấy cảm hứng từ món đồ uống rất quen thuộc, đó chính là trà sữa Thái của người Thái Lan. Đây, đó, các bạn có thể rõ ràng nhìn thấy luôn, đó là một cái cốc trà sữa với một cái khung cảnh rất là chill, với cái màu ở đây là tôi nhìn như kiểu trà đậu đỏ ấy, kiểu như thế, các bạn nhìn đấy. Thì mình cũng sẽ quay một vài đoạn xinh kiu kỹ hơn về chai nước hoa này. Và nhà này thì hiện tại tôi cũng đang test một khá là nhiều mùi hương khác. Nó cũng mới có một bộ sưu tập, đó là một bộ sưu tập mùi rượu trái cây, có rượu mận, rượu táo, rượu dứa, bla bla. Nếu mà các bạn quan tâm thì cũng sẽ sau cái dịp mà lít nước hoa dành cho nữ ở tầm trung lên sóng thì tôi sẽ bắt đầu tập trung làm lẻ những cái chai nước hoa đến từ những cái nhà hương khá là sáng tạo như thế này. Về phần thiết kế của chai nước hoa này thì nó cũng giống như những cái chai mà mình đã từng chia sẻ cùng với Trung, và kể cả chai Latakia, một cái mùi hương thuốc lá mà mình đã từng review, thì các bạn có thể nhìn thấy đó là thiết kế chai hình vuông và dán một cái tem. Và riêng cái phần tem này để về với phần bố cục và màu sắc thì các bạn nhìn cũng rất là đơn giản, không có gì quá phức tạp. Ở cái phần nắp ấy thì các bạn cũng có thể thấy rằng cái nắp của chai nước hoa này thì nó cũng nhìn thì có vẻ hơi giống kiểu than ấy, những cái cục than ấy, nhưng mà về cơ bản nó là làm bằng nhựa nhá, rất là nhẹ. Đây, đấy, các bạn cũng có thể nghe thấy ở trong thì nó có một cái lõi nhựa để có thể đậy vào chắc. Nhưng mà yên tâm đi nhá, là cái nắp này thì các bạn không cầm đâu, cầm sợ rơi lắm. Và có một cái điều mà hôm trước tôi cũng có chia sẻ với Trung khi mà tôi mượn ngay chai nước hoa này về khi mà hôm tôi thử, đó chính là cái phần những cái đáy bo này của nhà Tada này họ làm rất là sắc. Và cái đáy bo này các bạn cầm lên như mình nhá, mình cầm chai nước hoa như này mình có cảm giác rất là ghê tay, vì cái này nó rất là nhọn, nó đâm vào nó không đau hẳn nhưng mà cảm giác nó kiểu nó có phần hơi kích thích vào da một tí. Và nếu như các bạn để những chai nước hoa này mà các bạn để mang đi ý, thì các bạn nên lưu ý đó là bọc nó bởi một cái lớp chống sốc để tránh cái việc nó đập vào những cái đồ khác để có thể làm móp méo nhá. Còn về phần vòi xịt của em nó đây, các bạn có thể nhìn thấy này, vòi xịt thì tôi đánh giá ok, không quá tốt nhưng mà cũng không tệ đó. Còn đó là tất cả những cái gì về các bạn có thể nhìn thấy được về thiết kế cũng như là về cảm hứng của em này. Bây giờ thì chúng ta đến phần mùi hương. Thì như lúc ấy mình vừa mới xịt lên tay
Thì cái mùi hương này khi mà vừa mới xịt ra thì các bạn nhận thấy chính xác đó là cái cảm giác ấm nóng với cái nét khói. Nó giống như kiểu là chúng ta đun những cái nước sôi mà chúng ta để tay hơ hơ lên hoặc là để cái phần mặt lên ấy, cái cảm giác ấm bay hơi rất là rõ. Thì ở đây nó giống như kiểu là khi mà chúng ta đun những cái những cái kiểu ly trà sữa nóng, nó bốc khói, nó tỏa lên ấy. Trên mặt ta vừa ngọt ngọt, đắng đắng, thơm rất đặc trưng của mùi trà, có cái nét hơi chan chát nhẹ nữa. Và cái phần top nốt này nó có một cái bay ngọt ở sữa rất nhẹ ở phía sau. Và cái bay ngọt này dần dần nó sẽ chiếm làm chủ đạo. Thì sau khoảng tầm 15 phút ở trên da thì các bạn sẽ nhận thấy cái bay mùi ngọt sữa lên rất rõ, đắng đắng, chát chát nhẹ. Và lúc này nó thực sự là mình nhớ tới những cái món mà chúng ta hay xem ở trên những nền tảng TikTok hiện nay. Đó là cái món kiểu trà phổ nhĩ đường với sữa, làm nóng nóng xong rồi kiểu làm ở những cái ấm nhỏ nhỏ như này, bằng nung xong rồi đun lên rồi đổ cho trà vào này, xong rồi cho sữa vào một chút kiểu hoa hoa hết thứ lên. Nó vô cùng giống luôn. Với người yêu tôi thì người yêu tôi sáng nay vừa ngửi thì người yêu tôi bảo là giống mùi trà đậu đỏ nấu nóng. Thì có thể là ở cái trong cái mùi hương của Oriental Elixir này nó có một cái bay hơi kiểu bã một tí, cảm giác như kiểu là cái đậu khi mà nó được đun ở một cái nhiệt độ cao một thời gian bắt đầu nó sẽ bã ra, chảy ra, nó nát ra. Thì các bạn cũng có thể nhận thấy cái nét đấy. Nhưng mà với cá nhân mình thấy không rõ lắm, chủ yếu sẽ là mùi cái bay ngọt của sữa khi mà nó được nhiệt độ đưa lên, xong rồi theo cùng với cái làn khói với cái bay đắng trà rất rõ rệt. Và mùi hương này, ui, lúc mà mình mới xịt ra ở cái quán Centio của em mình phát, mình bảo ui, anh cần phải cho nó ngào ngay lít nước hoa mùa đông ở phân khúc tầm trung dành cho nữ. Mà dù tôi không biết xe hoa này nó có đến 3 triệu không, nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ cho vào. Và khi mà ngửi một phát mình bảo đây rồi, anh đang thiếu, thực sự anh đang thiếu những con mà để cho vào lít nước hoa dành cho nữ. Thế nên là tôi phải mượn nó ngay lập tức. Tại vì thằng cu em tôi bảo là em có con này ở cửa hàng, những ai đến thì em mới cho thử, còn về cơ bản thì hiện tại thì Tada người ta chưa cho em bán sản phẩm này, mặc dù em đã đặt rồi, nhưng mà phải đến mùng 1 tháng 1 hết tháng 12 thì người ta mới cho em bán, thì lúc ấy sản phẩm mới được bán nhiều hơn. Thì các bạn có thể là đến thời điểm hiện tại, nhưng mà các bạn search thì nó cũng không có quá nhiều thông tin, mà chỉ có nói rằng là chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2013 trong bộ Limited, trong một lần ông Tada đến Thái Lan và mở một cái, à không, ông Tada có mở một cái lớp giảng dạy về mùi hương, thì ông có nói về cái mùi hương này và cảm hứng sáng tạo. À, thì đây là một cái mùi mà tôi cảm thấy rằng là wow, nó quá chân thật và gần gũi. Ở cái phần dry down của mùi hương này thì gần như cái nét đắng của trà nó sẽ dịu hẳn đi và các bạn sẽ không thấy nữa, mà chủ yếu là mùi vani cùng với nét ngọt của sữa, nhưng mà về sau nó có xu hướng khô hơn. Lúc này thì nó cảm giác là như kiểu là một chút vani đọng lại ở trên môi mà khi chúng ta liếm thôi, nó không còn cái nét trong, à cái nét man mát kiểu ở khi ở dạng lỏng nước nữa, mà ngoài này nó khô rồi. Thì mùi hương này thực sự là nó sẽ không phải là một cái mùi có sự biến chuyển quá nhiều từ top note so với cái phần khi mà đã dry down, mà nó sẽ là một cái mùi rất là thú vị, thích thú, tạo cái cảm giác kiểu gần gũi. Nhưng mà các bạn sẽ thấy rằng là cái bay mùi kiểu này làm trong nước hoa không quá nhiều. Mặc dù trong lít nước hoa mùi trà mình đã từng review rất nhiều con trà rồi, nhưng mà khi mà mình thử con Oriental Elixir của Tada thì mình đã phải wow lên ngay lập tức, mà mình cần phải giới thiệu với các bạn ngay, thì các bạn biết rằng là nó đặc biệt đến như thế nào. Đó, thì đấy là cái phần mùi hương nhá. Tiếp tới đi, chúng ta sẽ nói đến phần hiệu năng của chai nước hoa này như thế nào. Tôi phải chia sẻ thật sự, đó là em này có một độ lưu hương khá là khiêm tốn, có thể nói là hơi kém. Ở trên da tôi thì nó có độ lưu hương tầm 5 đến 6 giờ. Và cái độ tỏa hương thì gần như rằng sau khoảng tầm đâu đó một tiếng thì nó chỉ còn là mùi skin scent thôi. Rất rất nhẹ, phải đưa tay lên thì mới có thể ngửi thấy. Đây là một cái điểm trừ, nói thẳng luôn là như vậy. Đối với Takia thì cái hiệu năng của nó đã có phần hơi kém hơn so với những cái mùi thuốc lá ở cái cùng nhóm mùi rồi. Nhưng mà với một cái mùi trà sữa như thế này thì độ tỏa tầm một tiếng ban đầu tốt thì mình nghĩ rằng là khoảng tầm 4 tiếng sau đến 5 tiếng sau thì các bạn phải đưa tay lên ngửi thì nói thật là hơi buồn. Thì đây đúng kiểu là concept của trà sữa uống kiểu chớp nhoáng ấy.
vèo một cái chỉ thích thú ban đầu thôi. Thì đây là một cái phần hiệu năng, mặc dù là rất là thích về phần sáng tạo mùi, rất là thú vị, nhưng có cái đó là hiệu năng nếu như mà độ tỏa nó tốt hơn, kéo dài được lâu hơn thì chắc chắn rằng là nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Thế là không trọn vẹn được cảm xúc. Đó cũng là cái lý do mà nhiều mùi hương mặc dù rất thích từ concept đến thiết kế ấy, nhưng mà có vẫn thiếu đi một cái gì đấy, không có một cái mùi hương nào nó hoàn hảo tất cả cả. Thì đây cũng là cái mình phải chia sẻ thực sự với các bạn. Và hôm trước thì tôi cũng có một cái buổi live TikTok, ngay khi mình cầm chai nước hoa này về thì mình cũng có nói rằng là đây là một cái mùi trà mà các bạn rất đáng thử, đặc biệt là với cái trend ở ngoài đời nữa. Cái trend uống trà phổ nhĩ sữa đấy nó cũng đang rất là hot, thì các bạn nên đi thử. Và các bạn mua chai nước hoa này về thử thì có bạn hỏi tôi rằng là anh ơi, cái phong cách của mùi hương này như thế nào, như thế nào nó phù hợp. Thì tôi cũng bảo luôn đó là đơn giản là em chỉ thích cái mùi trà sữa ấm nóng thì em hoàn toàn có thể sử dụng được, không cần nhất thiết là phải nam hay nữ. Tại vì một cái món đồ uống các bạn cứ trải nghiệm, xong rồi các bạn có một cái sự liên kết, đúc kết từ đời sống hàng ngày. Tôi bây giờ 32, 33 tuổi tôi vẫn uống trà sữa. Thậm chí là tôi nhìn mẹ tôi năm mấy, sáu mấy tuổi mẹ tôi vẫn uống trà sữa. Hay là kể cả một đứa trẻ đâu đó khoảng tầm lớp cấp 2 nó cũng vẫn uống trà sữa cơ mà. Thế thì một cái thức uống nó phổ biến, quen thuộc và rất là ngon miệng như vậy, thì khi mà nó chuyển thể thành mùi hương thì mình nghĩ rằng là nếu như bạn thích thì bạn hoàn toàn có thể mặc. Nó không có một cái giới tính, cũng không có nhất thiết là chúng ta phải mặc vest hay là chúng ta phải ăn mặc kiểu mini mồ miếng các thứ, hay là kiểu nó phải bụi bụi như thế nào nó mới phù hợp cả. Mình nghĩ là chỉ đơn giản bạn thích trà sữa thì bạn hoàn toàn có thể mặc nó lên người. Thay vì cái việc là các bạn mà mua một cốc trà sữa 50.000, các bạn khao bạn bè thì bạn bảo là ui tôi mới phát hiện ra một cái mùi trà sữa quá tuyệt vời và tôi muốn chia sẻ cho các bạn biết, thì đây Oriental Elixir là một trong những chai như vậy. Vì thế thì mùi hương này thì nếu mà để một cái độ tuổi chính xác nhất thì mình nghĩ là đâu đó chắc là tầm dưới 40 tuổi là hoàn toàn có thể mặc được, không giới hạn về nam hay nữ. Và mùi hương này thì như vậy chia sẻ là về phần hiệu năng thì nó sẽ phù hợp để cho các bạn mặc vào những buổi tối đi chơi nhẹ nhàng với bạn bè, đi date hoặc là đi kiểu cà phê cà pháo thế thôi. Nó sẽ là một cái mùi hương mà gây được cái sự dễ chịu, tò mò cho người khác. Người ta có thể hỏi là ơi mày mới uống trà sữa à, hay là mày mới đổ trà sữa lên người à, thế thôi. Còn nó sẽ không phải là một cái bầy mùi nó quá đặc biệt, đặc biệt là với phần hiệu năng của nó nữa. Thì đây là một trong những cái mùi mà chắc chắn nó sẽ xuất hiện ở trong list nước hoa mùa đông ở phân khúc tầm trung dành cho nữ mình muốn giới thiệu tới. Chỉ đơn giản là nó quá hay và thú vị. Không nghĩ rằng là có một nhà mà làm nước hoa chân thật với cái mùi trà sữa hàng ngày đến như vậy. Các bạn cứ cần mua một cốc trà sữa kiểu sô-cô-la những thứ thôi là các bạn hoàn toàn có thể hình dung ra mùi hương này. Và nếu như thích thế thì hãy mua nó. Thế thôi, đơn giản, rất đơn giản. Tada Perfume Oriental Elixir. Và nếu như tò mò con nào nữa của nhà Tada thì bình luận ở phía dưới nhá, để có thể đợt tới mượn về làm video review. Còn bây giờ thì xin chào, hẹp lại. Bye bye. Cảm ơn Trung.